Hello, chào anh em nhá. Mình là Linh Nhân đi đây. Hôm nay thì mình sẽ chuyển sinh về server mới 555 để cùng nhau là chiến server mới cũng như là kiếm Aceberus anh em nhá. Đây, server 555. Aceberus cực kỳ là ngon anh cái nào luôn. Để xem trong ngày đầu tiên ở server mới mình sẽ làm được những cái gì anh em nhá. Và chắc chắn là ở trong phần thư này thì mình sẽ nhận được một cái cuốn trục L1 rồi. Và trong cái cuốn trục này thì không gì là chúng ta không lấy vị tướng Karasu. Bởi vì mình thấy là Karasu là một vị tướng rất là mạnh ở giai đoạn này anh em nhá. Mình sẽ sử dụng luôn này. Ở trong này thì mình có thể lấy được Karasu cũng như là Rob Lucy là tướng mới, nhưng mà mình sẽ ưu tiên vào Karasu anh em nhá. Lựa chọn luôn. Đó. Rất ngon lành cành đào. Ở đây có 120 mảnh đúng không? Nhưng mà mình sẽ chưa ghép vội. Để mình xem có những tài nguyên gì có thể check được nào. Ok, có thùng bia, mình sẽ vào làm 10 thùng đầu tiên nhá. Mình cứ chiếm một bên hệ nhanh nhẹn thôi, bởi vì hệ nhanh nhẹn là có Karasu mà. Ok, nhưng mà chưa ra được Karasu thì kệ thôi. Không sao cả anh em ạ, tướng của mình nâng cấp lên phát. Cho Karasu vào làm nhiệm vụ đi vượt ải, nó sẽ là ngon lành cành đào anh em nhá. Nâng cấp lên luôn này. Level 40, tiếp tục là level 50. Ôi rồi, quá là ngon luôn đi. Level 60 này. Một phát lên 100 luôn anh em. Đơn giản. Đấy, thế là xong nhá, mình khóa lại cho đỡ nhầm này. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vượt ải thôi. Sở hữu một thuyền viên cấp độ 30, tiếp tục là vượt ải 13 nào. Karasu vào trận thì mình sẽ bỏ mấy cái em quỳ bắp này đi để có thể là vượt ải cho nó nhanh anh em nhá. Yep. Karasu và phát là đánh xèo phát là cực kỳ là ổn áp luôn. Đấy, ok là luôn, anh em thấy như thế nào? Perfect đấy. Và lần này, để rút kinh nghiệm thì mình đã nạp vào đây một chút để cho đỡ bị bay màu tài khoản anh em nhá. Không là tài khoản để lâu là nó sẽ mất đấy. Thế là mình đã có thêm 1.000 điểm VIP này, nhận thêm một chút phần quà nữa này. Ủa, ngon lành cái đào luôn, 27 thùng bia, quá là perfect đi anh em ơi. Và quà đập đầu của mình chắc chắn là nhận được Ace như anh em đã vừa nhìn thấy ở trong thư của mình rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ đi chiêu mộ thùng đặc biệt anh em nhá. Và vẫn là hệ nhanh nhẹn và mình vã thôi. Hy vọng rằng là có thể ra được nhiều Karasu. Nhưng mà lại trả ra được 17 thùng nữa, cố lên sao nào. Frankie. Trời ơi, Robin Bucket à. Không phải là Karasu anh em ạ, buồn thối ruột luôn. Nhưng mà không sao, vẫn nhận được một số những cái phần quà. Đấy, 20 cốc bia vàng này. Thế là bây giờ mình lại tiếp tục chiêu mộ cốc bia vàng nữa. Rất chi là đơn giản nhé. Đấy, easy luôn. Và đắp quy này. Ok, anh em có thể thấy là mình chiêu mộ cốc bia vàng ở trên máy tính, thế cho nên cứ ấn Enter thôi là chiêu mộ rất là nhanh anh em nhé. Ok, tiếp tục là vượt ải thôi anh em. Rất là đơn giản, có Ace nhưng mà Ace này không phải là Ace Cerberus. Thôi cứ cho vào đi. Biết đâu đấy khi mà vứt em Ace vào thì nó lại ngon lành cành đào. Đấy, cũng là tưởng nhớ về Ace Cerberus mặc dù là em nó chưa ra. Đấy, hy vọng rằng là sẽ sớm ra thôi anh em ơi. Cố lên nào. Sau khi mà mình đi làm nhiệm vụ vượt ải một lúc xong thì ở trong cái phần thành tựu này cũng đã nhận thêm được một số cái phần thưởng rất là ngon lành cành đào này. Bây giờ thì mình sẽ nhận luôn anh em nhá. 100 kim cương này, 300 kim cương này. Tiếp tục là mảnh này, lại là kim cương này, 100 kim cương nữa này. Ồ, ngon đấy chứ. Thêm 300 kim cương nữa này anh em ơi. Cố lên, được 5.000 kim cương thì mình sẽ vào shop để mua thêm một chút thùng bia anh em ạ. Có thư này, ồ 100 kim cương nữa này. Điểm danh ngày đầu tiên đấy anh em ơi. Ngon lành luôn. Ok, bây giờ mình sẽ leo đầu thần anh em nhá. Đấy, mình sẽ vứt vào một số em tướng cần thiết ở trong đội hình của mình để có thể là đi leo đầu thần càng cao càng tốt anh em nhé. Yeah, bởi vì là cũng làm một số những cái nhiệm vụ như là nhận thành tựu kim cương các thứ rồi. Bây giờ là vào leo đạo thần thôi thì chúng ta sẽ có thêm nhiều tài nguyên. Đấy, 5.000 vàng với cả 5 cái đá cường hoa tím. Cái đá này về sau thì cũng tốn rất là nhiều đấy. Nên là mình cứ leo càng cao càng tốt thôi. Để xem tầng thứ hai này thì quái là gì. Mấy cái thằng này level 21 thôi thì rất là dễ rồi. Vì Karasu của mình level 100 mà. Thì vào trận cái là Karasu đánh vèo phát cả đội team bạn là bay màu luôn. Đó, anh em thấy như thế nào? Làm tí luôn. Nói chung là ở giai đoạn đầu mình thấy nếu như anh em chơi server mới chuyển sinh giống như mình thì hoàn toàn là có thể lựa chọn em Karasu nha. Ngày xưa thì mình hay lựa chọn em Zimagono ấy, nhưng mà bây giờ có em Karasu rồi, đánh đấm khá là phê đấy, và nó cũng rất là hợp meta nữa. Thì Zimagono dần dần đang bị ameta do là có một số những em tướng có khả năng sát thương chuẩn kiểu như là Aceberus chẳng hạn. Đó, rất may là đối với những anh em nông dân, nếu như mà đang chơi Zimagono thì Aceberus nó vẫn là một vị tướng limited. Thế thành ra là nếu như mà anh em chơi Zimbabwe thì không cần phải lo lắng quá nha. Bởi vì là những anh em nào nạp căng thì mới sở hữu được Cerberus Ace nhanh chóng. Còn nếu không thì cũng phải cày cuốc ối rồi ôi đấy. Chứ còn để lên E5 thì cũng hơi bâng khuâng nha. Ở server này thì mình cũng không biết là có nạp vào đây để lấy Ace Cerberus hay không đã. Tạm thời thì cứ nạp đầu để chơi chư chư cùng với cả anh em đã. Rồi thì mình tính tiếp anh em nha. À đúng rồi, lúc nãy mình có nạp vào đây một chút. Thế cho nên bây giờ mình sẽ vào trong túi để mở một số cái phần quà xem được những cái gì anh em nha. Đầu tiên là Dương Phút Tướng này. Ok, một số cái này thì không quan trọng cho lắm. Nhưng bắt đầu đến Dương Huyền Thoại anh em ơi. Để xem được cái gì đây. Có 200 kim cương là ngon này. Thùng bia cũng ok này. Tiếp tục là Dương Hải Tặc đi nào. Ui giả, được có 10 cốc bia vàng thôi anh em ơi. Đây là 3 Dương may mắn Aceberus.
Được gì? Trời ơi, 50 cốc bia vàng, khá là ngon anh em nhá. Tuyệt cả là vời luôn anh em ơi. Và bây giờ trong phần thành tựu của mình đã nhận thưởng được thêm rất là nhiều kim cương này. Đấy, thế là mình đã có 5k1 kim cương rồi, hoàn toàn là có thể sở hữu được thêm một chút cốc bia vàng nữa ở trong phần sự kiện server mới anh em ạ. Năm sau tướng bền bỉ là có thêm 10 cốc bia vàng nữa. À đâu, thùng bia chứ. Đây này, kho báu mấy chủng mới này. 5k kim cương mình được tận 50 thùng bia này anh em này, mình sẽ mua luôn anh em nhá. Đấy, bây giờ đi chiêu mộ thì là gọi là ối rồi ôi luôn anh em. Đây, chiêu mộ đặc biệt luôn này. Tiếp tục là hệ nhanh nhẹn nhá, 62 thùng bia. Để mình xem là có em Karasu được không nào. Karasu. Khi mà mình chiêu mộ đủ 150 cốc bia vàng, à 150 thùng bia, nhầm đấy, thì mình sẽ có thể sở hữu được Acerberus anh em nhá. Thế cho nên là cứ chiêu mộ thôi. All in. Ui giời ơi, con này không biết truy nã là em tướng gì nhỉ. Hy vọng rằng là có thể ra được. Piu, lại là Frankie. Tiếp tục 10 thùng bia. Killer anh em ạ. Trời ơi, nó vẫn chưa ra một em Karasu nào cả anh em nhá. Buồn thối cả ruột luôn này. Nhận thư xem nào. Ở đây thì mình có thêm 50 mảnh này. Wow, cũng khơ khớ có bị vàng đấy anh em ơi. Thôi, chưa một nốt thùng bia đi. Để xem là được cái gì không. Karasu Zoro New World anh em ơi. Không sao, giờ thì mình sẽ chiêu mộ sang cốc bia vàng anh em nhé. Ok, đây, cốc bia vàng chiêu mộ luôn này. Chuẩn bị chiêu mộ thật là nhanh này. Đó, anh em thấy mình chiêu mộ nhanh chưa? Mỗi tội là dương chiếu tướng nó hơi đầy tí thôi. Bây giờ thì mình sẽ ra huyết tế thôi, không có vấn đề gì cả. Nào, si ra si dùng với chúng tôi này. Có 30 cốc bia vàng. Mình vừa ấn vèo một cái thôi là đã hết 60 cốc bia vàng rất là nhanh anh em nhé. Đấy là lợi thế khi mà chúng ta chơi trên máy tính PC, chơi bằng giả lập anh em nhé. Wow, thành tựu quá nhiều luôn, nhận thưởng thêm kim cương này, dã man luôn, mảnh tướng các thứ này. Ồ, thêm một em tướng nữa nhưng mà chỉ dùng để đấy thôi này. 500 kim cương này, ô 700 kim cương này, sử dụng 100 thùng bia rồi cơ à. Căng đét anh em ơi, lại có 1.600 kim cương này nè. Ồ, lại có thêm cốc bia vàng này anh em, 30 cốc bia vàng luôn anh em nha, và 10 thùng bia luôn anh em nha. Là còn rất là nhiều mảnh luôn, tiếp tục là 10 thùng bia đi anh em ơi. Karasu, lại là Frankie, không thể tin được. Bó tay luôn đấy. Tiếp tục là nhiệm vụ thành tựu, có thêm 100 kim cương nữa cũng được, tạm tạm anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ phải đi luyện tướng nha, xem có em tướng nào có thể luyện được lên không. Có luôn đấy, sinh khí này, hợp thành một em. Ưu, được mỗi một em thôi anh em ạ. Không sao, thế thì bây giờ mình sẽ đi huyết tế để cho nó rộng chỗ anh em nhé. Huyết tế thì chưa mở, khi mà mình lên level 25 mới mở cơ. Thế thì mình sẽ nhận thưởng cái dương này luôn này anh em ơi. Xem lên level 25 không nào. Chưa lên được mới đau anh em ạ. Thôi, lại phải chờ đợi rồi. Có thư xem là cái gì đây. 1 triệu belly nữa cả. Cũng được cái chứ. Cái tranh thủ thì mình sẽ vào trong này mình mở một số cái phần thưởng vừa mới nhận được. Ví dụ như là mảnh. Mảnh. Ok. Mảnh. Đây rồi. Xem gì nào. Ui à, Law New War. Bên này thì sao? Hệ thống mình, Yonko xanh. Ui, Kaido Hybrid. Nhưng mà Kaido Hybrid tầm này còn chơi được nữa không anh em nhỉ? Ui, Koyuki Hiyori. Bên này là ui, Nami Wano à, không ra Karasu đâu. Karina. Bên này thì sao đây? Ui, Luffy Wano. Oh my god, Uroge. Bởi vì tướng bậc S thôi. Hai em. Ui à, hơi cùi tí anh em nhá. Ui à. Bên này thì sao? Ui à, cũng hơi toang tí anh em ạ. Mở tướng năm sao nó không ngon lành cái nào cho lắm anh em ơi. Đã như mà ra một em Karasu nữa thì tốt. Karasu của mình sẽ có thể nâng cấp được lên 6 sao luôn anh em ạ. Thôi, tạm thời này. Quay trở lại làm nhiệm vụ anh em nhé. À, thành tựu này, 300 kim cương nữa. 300 kim cương nữa thì mình nhớ là ở trong cái phần đăng nhập này. Phúc lợi đâu ta? Phúc lợi có ngày nhận luôn này. Nhưng mà ưu đãi này. Đấy, 2.000 kim cương là mình có thể mua được 50 cốc bia vàng liền. Trời ơi, tội gì không mua nhỉ. Thế là mình đã có tích lũy được 110 cốc bia vàng rồi. Nhưng bây giờ mình sẽ cày nhiệm vụ để lên level 25. Lên level 25 thì mình sẽ có thể là huyết tế. Và huyết tế rộng túi đồ rồi thì mình sẽ quay trở lại để chiêu mộ cốc bia vàng nữa anh em nhá. Rồi, chiến thôi. Bùm. Đấy, vừa mới vượt một ải thôi mà mình đã lên level 25 luôn rồi. Thế này thì mình sẽ huyết tế hết những con tướng 2-3 sao vớ vẩn đi. Những hệ thường thì mình sẽ cho đi huyết tế nhá. Ok luôn. Tiếp tục này. Huyết tế này. Ngon lành. 8 tướng này cho đi luôn. Dễ luôn anh em. Những cái hệ hiếm thì mình sẽ không huyết tế đâu. Bởi vì những hệ hiếm thì rất là khó, đặc biệt là với anh em nông dân hay quốc giống như chúng ta. Thì mình sẽ để hai cái hệ hiếm này lại nha anh em. Còn 4 sao này cho đi này. Đó. Đi hết luôn. Trời, bay màu hết anh em ạ.
tiếp tục là hệ bền bỉ đúng không? Cho đi luôn này. Ok, và nhanh nhẹn cho đi luôn này anh em ơi. 5 sao thì mình chưa biết tế được, thế cho nên là mình sẽ giữ lại anh em nhá. Bây giờ thì tiếp tục là chiêu mộ cốc bia vàng anh em ơi. Cốc bia vàng nào, 110 cốc đúng không? Để mình xem chiêu mộ được bao nhiêu. Ơ kìa, chỗ chiếu tướng lại đầy rồi anh em ạ. Không thể tin được là nó đầy nhanh như thế. Mới được có 50 thôi mà vẫn còn 60 cốc bia vàng nữa cơ. Em mới bực đấy. Luyện tướng xem nào. Ok, không có đúng không? Thế thì mình sẽ vào huyết tế luôn. À tội gì cả, cứ huyết tế cho nó nhanh anh em nhá. Đấy rồi, lại có thể tiếp tục chiêu mộ rồi anh em ơi. Nhưng mà vẫn chưa hết được 60 cốc bia vàng kia. Vẫn còn lại 20 cốc nữa anh em nhá. Trời ơi, đất hỡi thực sự luôn á. Thế thì mình lại tiếp tục là huyết tế thôi. Cứ một cái combo quy trình vòng lặp như vậy anh em nhá. Ok ngay, thế là bây giờ mình còn lại 10 cốc bia vàng cuối cùng. Chiêu mộ nốt anh em nhá. Rồi, cho vui thôi. Ở bên cốc bia vàng này thì nó không ngon bằng cái thùng bia anh em ạ. Nhưng mà mình cũng đã nhận được rất là nhiều thư này. Chắc chắn là sẽ hoàn trả lại rất là nhiều tài nguyên. Đó, anh em thấy chưa? Thêm vào đấy là thành tựu nữa. Kim cương, nhận luôn này. Tiếp tục là nhận trên này có kim cương luôn. Mảnh tướng nữa này. Tuyệt vời chưa? Ở trong cái phần lễ hội ăn phi này mình nghĩ là có nhiều đùi gà có thể sử dụng được rồi đấy. Mình xem ông này thì sẽ nhận được cái gì. À, cái này thì mình không cần. Ông này thì mình sẽ cần hơn này. Đấy, có cốc bia vàng cũng như là thùng bia anh em nhá. Rồi, xả luôn này. Iu, chắc chắn là mình sẽ có 30 cốc bia vàng phá. Trời ơi, nước mắt à. Không ra 10 thùng bia cho mình đi. Ở bên này mình có mua được cái gì không ta? Cái dương này có mua được cái gì không ta? Tận 1000 kim cương liền anh em ơi. Chưa đủ anh em nhá. Rồi, để tích lũy kim cương cái đã. Nhưng mà mình cũng có thể là chiêu mộ thêm cốc bia vàng này anh em ơi. 30 cốc bia vàng à, mình sợ lại mất cái slot đồ ấy. Nên là bây giờ mình sẽ vào trong cái cửa hàng sô-cô-la đi. Để mình mua thêm cái túi đồ. Đó. Thêm được 20 slot đồ nữa anh em nhá. 20 slot tướng nữa. Thì vào trong phần túi này. Đây, mình sẽ sử dụng luôn. Ok. Hả? Sao lại lỗi ta? Dùng lại xem nào. Ok. Bây giờ thì mình hoàn toàn là có thể chiêu mộ mà không sợ chật túi nữa rồi anh em. Bởi vì đây mình chỉ có 30 cấp thôi mà. Chiêu mộ luôn nha. Ok. Ok, hết luôn. Hết sạch xanh xanh. Cũng vừa đẹp là đến chỗ này là chiêu mộ nó lại bị đầy túi. À, thế nó mới hay chứ lệ. Mở luôn xem nào. Gáp anh em ạ. Không ăn thua lắm anh em nhá. Rồi, tiếp tục là nhận thư này. Ấy à. Ui, cũng được cái chứ. Nhiều phần thưởng này anh em này. Và bây giờ thì mình lại vào chỗ này để bắn bot anh em nhá. Bot Akainu. Đây rồi. Mình có tận 150 khẩu pháo tấn công cơ mà. Bắn luôn. Đó, rất là dễ luôn. Mình kiếm thêm được rất là nhiều thùng bia nữa đấy. Còn nó cả kim cương nữa nè. Ok luôn, 300 kim cương, 5 cốc bia vàng. Rồi, Bot Akainu là một nơi mà chúng ta có thể kiếm được rất là nhiều tài nguyên anh em ạ. À, còn lại 50 khẩu pháo nữa thì mình bắn được 2 phát nữa anh em ạ. 5 thùng bia đúng không? 5 thùng bia đấy đi. Lần này 5 thùng bia đi. Ui giời ơi, nó là cái dương quần quế gì vậy không biết được. Tiêu mộ thùng bia nào. 17 thùng à. Thế thì x10 được mỗi phát. Trời ơi. Không gian tướng nào ngon cả anh em ạ. Buồn quá đi. Trong túi đồ. Để mình xem nào. Nhận được những cái gì lúc nãy rồi. Dương. À đây à. Dùng luôn xem nào. Trời. Không có kim cương anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần túi đồ. Và mình sẽ ghép hết mảnh tướng ở đây anh em nhá. Mình có rất là nhiều vị tướng luôn này anh em này. Hợp thành luôn anh em ơi. Từ 4 sao cho đến 5 sao. Thì những vị tướng nào mà thấp sao hơn, 3 sao, 4 sao, mình sẽ ghép trước. Bởi vì là khi mà mình ghép xong thì mình cũng sẽ nhận thêm được những cái thành tựu để có thể là nhận được thêm kim cương anh em ạ. Và nếu như mà những cái vị tướng đấy chúng ta không thể luyện được thì mình sẽ cho vào mình huyết tế để đỡ tốn một slot đồ anh em nhé. Còn những vị tướng 5 sao này thì mình sẽ luyện sau, hợp thành sau anh em ơi. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, mình có thể nhận được thêm 400 kim cương này. 400 kim cương. Đó. Thư nữa này, ngon lành luôn. Đó, anh em thấy chưa? Rất là tuyệt vời nha. Bên này luyện tướng này, để mình check xem nào. Nếu như không luyện được thì mình sẽ quay trở lại để mình có thể là huyết tế thôi. Thì những cái vị tướng đấy, mình huyết tế đi nó cũng không ảnh hưởng gì đến đội hình chính của mình anh em nhé. Đó, 4 sao, chủ yếu là bên này thôi. Ok, bởi vì lúc nãy là mình chiêu mộ thùng bia đa phần ở bên hệ nhanh nhẹn mà. Cho nên là bây giờ mình sẽ huyết tế luôn. Ok, xin sao các bò luôn anh em ơi. Được rất là nhiều cái đá linh hồn cũng như là cái đá tím này anh em nhé. Ok, tiếp tục nào. Rồi, xịn sò luôn, 8 em một lượt. Ui nhưng mà bây giờ nó hơi lag nha, server mới. Thế thành ra là rất là nhiều người truy cập nên là nó hơi bị lag một tí. Thì anh em thông cảm một chút nha. Đó, bây giờ lại tương tự như thế là mình vào đây mình ghép thôi. Sau khi mà mình huyết tế xong nhá, anh em có thể nhìn thấy là mình huyết tế càng nhiều
thì mình cũng sẽ nhận được rất là nhiều kim cương nữa này anh em này. Đó là cái lợi thế ở server mới anh em nhá. Rồi, 2.800 kim cương người cố lên. Bây giờ mình sẽ hợp thành đến vị tướng 5 sao này. Ok luôn. 3 sao đi. 3 sao trước, sau đấy thì mới đến 5 sao cho nó đỡ chật túi anh em nhá. 4 sao nữa này. Ok này, 4 sao này. Đó, anh em thấy chưa? Tiếp tục là 4 sao này. Úi giời. Và đây là 4 sao nữa này. Ý giời, ngon luôn. 2M4 sao nữa này. Đấy, anh em thấy như thế nào? 2M4 sao nữa này. Tuyệt cả là vời nha. 5 sao thì mình cứ để đấy thôi. Có lại cái nào? Bây giờ lại tiếp tục là luyện tướng. Để xem là có vị tướng nào có thể luyện được lên không. Không rồi. Thế thì lại là huyết tế thôi. Rất chi là đơn giản. 4 sao đúng không? Bên này có này. Bên này có này. Bên này có này. Đó, ngon lành luôn anh em. À đúng rồi anh em ơi, lúc nãy khi mình đi săn mọn Akainu là mình được 7 cái bản đồ này rồi. Bây giờ mình có thể mua được 3 cái dương này anh em nhé. 2 cái thì được 1 cái dương. Hy vọng rằng là mở 3 cái dương này thì nó lại ngon lành cành đào, mở ra được thùng bia với cả cốc bia vàng các thứ. Nhiều tí anh em ạ. Nó hên hên như lúc nãy là được đấy. Dương A Severus này anh em này, mở luôn. Cốc bia vàng đi, cốc bia vàng đi, đi 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 đi. Trời ơi. Thế thì mình đành ghép mảnh tiếp thôi anh em ơi. Thế này thì khả năng là ngày hôm nay là mình không thể nào mà đủ được 150 thùng bia để có thể là sở hữu được một em A Cerberus rồi anh em ạ. Lại phải chờ sang ngày mai thôi. Ghép nốt mảnh xem nào. VV Festival này. Rồi tiếp tục lại đây. Mecha Frankie anh em ạ. Chắc là mình phải chờ đợi đến ngày mai thì mới có thể là sở hữu được một em A Cerberus đầu tiên rồi anh em nhé. Do là mình mới chưa mộ được 120 thùng bia mà thôi. Khi mà mình chưa mộ đặc biệt này đủ 150 thùng ấy thì mình mới có được một em Cerberus đầu tiên anh em ạ. Ai chả cũng càng đấy. Thôi thì anh em nhớ đăng ký kênh để đón chờ vào ngày mai để mình sở hữu em Cerberus đầu tiên anh em nhá.